đừng có quậy, đi vô trong nhà, đi vô trong nhà anh Khương làm việc cái coi. À, dạ chào khán giả kênh Khương Dừa, hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở ngã tư Quán Chuối. À, hướng này là về Long An nè, hướng này thì vô Sài Gòn, hướng này thì mình lên cao tốc đó. Bên kia là nhà sách Nguyễn Nhân Cừ, còn bên đây là Thế Giới Di Động Điện Máy Xanh. Ở đây là xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh quý vị khán giả. Ở đây là cái nhà của ông già vợ của Khương Dừa, hồi trước là ổng bán hủ tiếu, bán cơm rồi đó. Lúc mà bà xã Khương Dừa ở đây có ở đây phụ, Khương Dừa có xuống phụ nữa. Lúc đó xuống ổng bắt mình rửa chén rồi chùi nồi rồi bưng bê quét dọn các kiểu hết trơn. Còn đây nè, đây là nhà của ổng đó. Bây giờ thì ổng không có bán nữa. Nói chung là từ ngày mà mình làm rễ ổng rồi mình nuôi ổng á, mình cho tiền ổng là ổng dư tiền xài rồi, cái ổng khỏi cần bán hủ tiếu uống riêu gì á. Còn bên đây là nhà của bà dì, nhà bà dì thứ năm đó. Bà này, bà áo bông bông đó là em vợ của ông này đó, em vợ của ông nội đó đó. Còn cái bà ngồi trong đó là em vợ thứ tám của ổng. À, ba mình được cái là rất là thương mấy người em vợ giống như mình vậy đó. À, thì hôm nay thì Khương Dừa đi xuống đây để Khương Dừa sắp xếp cái chỗ mà bán mít cho bà dì. Đây là đứa con gái của bà, nó hăm mấy tuổi rồi mà nó không biết gì hết trơn, nó khờ lắm. À, bà dì của mình thì số cũng khổ lắm. À, bà cũng còn trẻ, cũng xinh xắn, cũng đẹp, mà ông xã thì mất sớm. À, giờ bà thì làm công nhân, rồi từ khi mà ông xã bị mất á thì bà phải ở nhà bà chăm bé này. Nó quậy lắm, nó không biết gì hết trơn, nó quýnh Khương Dừa hoài. À, đó đó, giờ nó đi xé, nó xé nó phá tùm lum hết trơn. À, thì bà phải ở nhà bà trông nó, thì bà không có đi làm gì hết trơn á, nhưng mà ở nhà trông hoài thì không có được. Ở nhà trong ngoài không có công ăn chuyện làm á, thì có tiền tích lũy gì thì cũng riết rồi cũng không có dư. Thì bả thì bả tính đi chạy ráp, chạy xe ôm công nghệ á, mà Khương Dừa thấy phụ nữ mà bả cũng bốn mấy rồi mà đi chạy xe ôm công nghệ thì cực quá. Khương Dừa đang buôn bán trái cây thấy cũng được, thì Khương Dừa mới nói thôi để dì Tám ơi, để con lấy trái cây cho con lên cho dì, con lấy cái uy tín của con về vườn con cắt, con chọn trái cây rồi lên đây dì bán. Thì rồi hai mẹ con bán để kiếm ít lời để sinh sống, rồi để tích lũy để sau này dĩ dàng hả, rồi con bé này nó lớn lên không ai chăm rồi còn có tiền để nuôi nó. Chứ biết đâu anh em dòng họ này có ai thí dụ có giúp tiền giúp bạc được, nhưng mà biết ai là có đứng ra để chăm con bé này không, khổ lắm. Bả thì còn trẻ đó, bả còn trẻ mà bả nhiều, mà từ khi mà ông Dưỡng Tám mất thì cũng nhiều ông nhiều người cũng cũng hỏi để mằng mai cưới bả mà bả không chịu. Tại vì bả nói bả mà có chồng rồi thì nhiều khi có con nữa rồi không ai lo cho con bé này, để tội nghiệp vậy đó. Khương Dừa cũng đi giúp người này giúp người kia, từ giúp tỉnh này sang tỉnh nọ. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì xung quanh mình, bà con cô bác mình, dì cô mình cũng còn nhiều người khó khăn. Thì Khương Dừa mới nói để con giúp cho dì. Tiền vốn này mít rồi thì Khương Dừa cũng cắt, Khương Dừa cắt với cây lậy đó. Thì bà bỏ vốn ra, Khương Dừa thì đi ra cắt giùm bà. Trước tiên là chắc cho làm cái này giống như dựa mít vậy đó. Tại vì Khương Dừa thì vừa thấy cái mít ở dưới nó rất là ngon, nên Khương Dừa cắt giùm dĩ. Rồi mà mai chiều Khương Dừa kêu dĩ đi cắt thêm vài loại trái cây giống như là thanh long hoặc là cam gì đó, để bán thêm, để kiếm thêm thu nhập cho hai mẹ con. Đó, nó quậy nè, nó không có giúp mẹ nó được, nó quậy. Vô con, vô em. Thay nó bự hơn mình đó. Nè, con gái người ta bị lớn vậy là không bệnh hoạn, là đi học, đi hành, rồi có bạn trai, có chồng rồi, tội nghiệp. Mà bà ngồi ba tấn ngày 300 đó. Đây là mít của Khương mua vừa mới lấy về. Hôm nay là ngày 16 tháng 7, 2020. Ngày mai là thứ 6. Ngày mai là ngày 17. Ngày mai là ngày 17 tháng 7, 2020. Thì dì của Khương Dừa sẽ bán cái này thì Khương Dừa chín hết rồi. Khương Dừa kêu dĩ xẻ ra để bán miếng. Thì Khương Dừa kêu dĩ bán là 35.000 ký. Tại vì ở đây dĩ bán giá thấp hơn Khương Dừa xíu. Tại vì Khương Dừa ở trong kia còn mặt bằng nhân viên nữa. Còn lột muối ra thì mình sẽ bán 80.000 ký. Mà cái mít này nó bị hao hụt nhiều quá, giả ơi. Khương Dừa cắt khoảng cho dĩ đợt này khoảng gần 100 ký, mà giờ nó còn có
cân lại thì nó còn có 70 mấy ký, tại vì nó nhót á. Cái thứ hai nữa là nó bị thúi, do là mình để tự nhiên á, mình để tự nhiên á, mình không có nhúng thuốc thì nó sẽ bị thúi, nó chính là nó lâu chín á nên nó sẽ bị thúi đó. Như thế này nó bị thúi nè, là mình lộ vốn đó. À, cái này là họ dạt ra cái mặt ra để họ coi cái muối nó vàng không, có biết vậy đó. À, thôi à, à, mình nói à, mình giúp à, tiền giúp bạc. Nói chung à, ba mẹ thì à, ba mẹ vợ ông già vợ cũng vừa thì cũng à, lâu lâu thì à, với bà ngoại đó, bà già vợ cũng có giúp à, giúp dĩ ít, mà dĩ nói thôi ai mà còn trẻ mà coi là nó quên lộn mà vô mà. Mà nói còn trẻ thì thôi gắng làm để nuôi con, ai đâu mà giúp hoài được. Gì lột đây, À, con vừa mới kêu vậy thôi, buôn bán đi. Còn bé này mấy ngày buôn bán chắc phải gửi bà nội. Bà nội cũng ở bự quận 6 mà già rồi, lớn tuổi rồi phải chăm đó. Thì ê, muốn lộn hả? Quậy quá. Thì hôm nay là ngày Khương vừa bày ra để cúng hay khai trương để lấy ngày. Ngày mai gì mới bán. Thì có gì bà con cô bác đi ngang ngay ngã tư quán chuối á, thì ví dụ mình muốn ăn mít ăn trái cây thì mình ghé ủng hộ ha quý anh dạ. Dạ. À, chắc hôm một Khương vừa cũng sẽ sắp xếp Khương vừa phụ bán cho gì cũng tội nghiệp. Vô bà ơi. Quậy quá. Ngồi đây uống nước. Ngồi đây uống nước cho anh nè. Ngồi đây nha. Cái này cái nồi mà mọi giữ nó không cũng mệt, nó bán buôn gì. Ở nhà nó lại đuổi khách không. Bây giờ bà gì bà Khương vừa sẽ mở hàng cho dĩ. Cái này là bán lột ra là bán 80.000 ký. Khương vừa kêu dĩ lột cho Khương vừa hết nhiêu đây. Để Khương vừa đem về nhà Khương vừa ăn. Khương vừa sẽ mở hàng cho dĩ. Như nó nhiều ta, nhiều con Như nó nhiều kia nhiều tuổi vậy ta? Để con đeo, 18 coi. Nó nhiều tuổi rồi? Như năm nay 22 rồi con. 22 rồi hả? Nó bị từ nhỏ luôn hay ta? Nó như bẩm sinh của nó là nó đã hờn. Giờ cái khoảng nó chuyển qua thần kinh là năm khoảng 12-13 tuổi là nó chuyển qua thần kinh tới giờ. Hồi nhỏ là nó khờ khờ nhưng mà nó cũng không có quậy, bây giờ 12-13 tuổi là chuyển qua nó quậy vậy đó. Khương vừa thì mới về làm rể được khoảng 7 năm mà nên biết cái Như hồi năm đó cũng khoảng 15 tuổi là về, lúc đó về là nó quậy rồi. Giờ là nó đỡ nhiều rồi đó, đỡ hay lắm. Nó quýnh tám không? Nó quýnh chứ, nhiều khi nó cũng quýnh nhưng mà nó uống thuốc đỡ, là nó uống thuốc đúng nên nó đỡ hơn à? Nó ổn được 10 phần, ví dụ như 10 phần nó ổn được 7 phần, còn 3 phần là nó quậy như vậy đó. Dạ. Dì Tám hồi trước cũng đi làm công nhân làm này kia, nói chung hai chồng cũng làm được, may mắn là có cái nhà ở trên quận 6, nhà cũng trong hẻm sâu sâu vô á, nên họ cũng không có phải tốn tiền nhà tiền cửa này kia. Nhưng mà nhiều rồi khi bà cũng tới Tết nhất rồi bà cũng buôn bán online này kia đồ kiếm thêm thu nhập. Bữa Khương vừa tính Khương vừa bán quần áo cho dì, mà Khương vừa cái Khương vừa đi xuống nhà bé Thảo, cái Khương vừa thấy bé Thảo khổ quá mà cũng bà mẹ bệnh cũng cấp bách quá, cái Khương vừa chuyển cái nghề bán quần áo cho bé Thảo rồi, mà giờ không lẽ giờ bán quần áo cho bé Thảo rồi lại vừa bán quần áo cho dì Tám nữa thì không được. Khương vừa nói thôi giờ lấy trái cây bán đi, tại vì ở đây cái mặt bằng thì ông bà già vợ của Khương vừa bỏ không mà để cho đậu cái xe, thì ở đây có khoảng này thì cứ bày trái cây ra bán. Mà cái này nó hơi bất tiện một xíu là nó ngay ngã tư, xe di chuyển không có dừng lại đó. Nhờ, hy vọng là qua cái clip này Khương vừa quay, Khương vừa giới thiệu cái địa điểm này thì bà con cô bác mà muốn ăn trái cây, mà trái cây sạch á thì ghé đây. Khương vừa nói trước luôn là trái cây ở đây Khương vừa kêu dì Tám bán cái giá nó hơi cao hơn so với mọi người xung quanh. Dạ, tại vì Khương vừa không biết mọi người xung quanh bán sao, chứ Khương vừa về Khương vừa lấy ở dưới vườn giá cũng cao, với lại mình không có thuốc men gì, không có nhúng thuốc nhúng bậy bạ thì nó bị để chín tự nhiên thì nó bị hao hụt nhiều lắm, cho nên mình phải bán giá một cao một xíu. Nên bà con cô bác thí dụ mà thích ăn trái cây sạch hay gì đó thì tới đây. Dạ, rồi mốt con hướng dẫn dì Tám một thời gian rồi chắc dì Tám phải đi về vườn, dì Tám mới kiếm dì Tám mua ha, phải đi tới trực tiếp mua ở vườn. Còn xe chào mình
tới trực tiếp mua ở vườn chứ gì Tám đừng có lấy qua lái ha. Ví dụ có ít thì bán ít, có nhiều bán nhiều, phải về vườn lấy mới được. Con giờ cũng về vườn lấy chứ mình đừng có lấy qua lái, nhiều khi mình giá họ cũng cao, với lại họ mua mình không biết loại mít nó làm sao, không biết trái cây nó làm sao. Đây con ăn miếng gì ta, sáng gì Tám xuống đây mất bao lâu? Từ nhà đi xuống đây nửa tiếng hả? Nửa tiếng là từ nhà ở quận 6 xuống đây là nửa tiếng rồi. Mô mốc gì Tám bán thì gì Tám gửi nó cho nhà cho nội nó giữ hả? Gửi cho bà nội. Cứ xuống đây nó quậy quá. Thì Tám nay là 40 mấy 45 hả? Tám 48. 48. Cách đây lúc đó Khương vừa dưỡng Tám mất cũng lâu rồi. Dưỡng Tám mất 10 mấy năm à, 2014 vậy á. Gần 16 năm. Dạ 16 năm. Là lúc đó là 2013 là Khương vừa cưới bà xã Khương vừa, lúc đó Khương vừa về rồi thì vừa mới biết mấy gì, rồi mấy cô mấy cậu bên vợ. Thì lúc đó là lúc đó gì Tám còn rất là trẻ, lúc đó là mới có 41 hay 8. 41 thì gì Tám còn rất là trẻ và có nhiều người cũng ngỏ ý làm quen, cũng muốn hỏi cưới gì Tám. Mà gì Tám tại thấy bé Như á thì nhiều khi về cưới về rồi biết người ta có thương con mình hay không. Rồi nhiều khi có đứa con này kia rồi không có chăm cho nó nên tội nghiệp nên gì Tám không có lấy chồng. Chứ hôm bả mà gật đầu một cái là nhóc người khói người lấy luôn đó, coi như là bả hy sinh hạnh phúc của bả, giống như hoặc là giống như người khác là người ta bỏ người ta đi lấy chồng mất tiêu rồi, bỏ nhiều khi bỏ con nhỏ ở với bà nội luôn, bơ vơ luôn đó. Mà bây giờ thì quanh quẩn hoài, Phương vừa đang suy nghĩ cái gì để cho bả làm, để bả kiếm tiền để bả nuôi con. Ví dụ ngày bán lời chừng 100-200, tháng kiếm 5-6 triệu cũng được. Chứ ở nhà hoài thì tiền tích lũy xưa giờ hai chồng làm thì cũng hết, với lại con bé nó cũng hay bệnh nữa, hay uống thuốc nữa. Rồi giờ dĩ còn 48 rồi, qua bước qua 50 rồi 60 cái bắt đầu già rồi không có làm được gì, tới đó chồng nó mới cực khổ. Nó mạnh lắm. Mạnh ghê vậy đó. Mạnh. Ăn được hả? Nó ăn uống được ha. Đây con sắp hết pin rồi. Con sắp hết pin, con phải đeo đây để hết pin con thấy. Nó uống thuốc hàng ngày đó. Ngày nhiêu gì đó? Bé Như nó có bảo hiểm 100% nên cũng đỡ cái phí đó. Đỡ đó. Ủa nhà là như mày Tám mua bảo hiểm mà sao? Bảo hiểm bảo trợ của ở phường người ta cho. Người ta cho người bệnh hả? Người ta cho bệnh của trẻ khuyết tật á. Dạ. Có nó có hưởng lương Tám? Mấy như tháng phường cho được 907. 706 chứ. 706. Đây nè, ở chỗ khác người ta sẽ tách nguyên cái hộp ra không à. Ở tách nguyên cái muối ra, người ta không có lấy hộp ra. Thì bán nó thấp hơn xíu nhưng mà nó không có tiện lợi. Khương vừa mấy kêu gì Tám thôi, gì Tám phải coi như lấy công làm lời. Mình ngồi vậy nè. Mình tách ra cái muối gì luôn nè, lấy cái hạt ra luôn. Thì để bà con cô bác mua về ăn luôn, khỏi phải lấy hột. Đó. Cái này bán nấu hột bán cũng ngon lắm mà đó. Có nhiều người thích ăn hột không thiệt á, nấu bán cho con. Đó. Còn giờ vợ cũng vừa phải phụ. Tại vì dì Tám không có chồng. Mấy công việc nặng nhọc này làm mấy cái kệ này nè. Đó đây có mấy cái kệ. Thì ba của Khương vừa làm dùm dì Tám. Đặt dùm gì. Đó. Dì không biết làm máy này là giống như trong nhà mà không có đàn ông cũng cực lắm bà con ơi. Khổ lắm. Bữa giờ mình cũng đi giúp bà con cô bác ở ngoài đường không mà nhiều khi xung quanh mình cô dù chỉ ba cô dì chú bác này kia cũng còn khổ lắm, cũng cực lắm. Nhưng mình khi mình đi giúp ở ngoài thì được. Khi nhiều khi mình về giúp cho chính người thân, cho người trong nhà mình hay thấy nó kỳ. Nhiều khi mọi người nấy nói này kia. Nhưng mà giống như vậy nào. Vừa với bà cũng đâu có phải ruột thịt đâu. Tại chỉ dì của bà vợ thôi. Ủa dì của vợ thôi, đâu phải ruột thịt thôi nên giúp bà. Giống như mình lạng quá mất ký thôi. Dạ. Lột đó, lột
lột thì lột vậy thôi, lột cái gì nè ta, năm lột phụ y năm bà gì năm thì bà bán tập quá và bán nước. Có ông xã là ông dự năm là còn lại đó cũng công an, mà ông đi về cái ông bị tai nạn, cái giờ ông nằm ngồi chỗ thấy cũng buồn yêu. Rồi xong thằng con cũng bị, thằng con đi xe nó cũng bị té gãy cái chân xuống gì đâu. Giờ mà nhà mà thằng con giờ nó khỏe rồi, nó đi làm rồi, nó nuôi bả, còn giờ phải nhà giữ chồng. Nó chưa số của gì năm cũng cực, mà số của gì tám cũng cực, số gì tám mới hẩm hiu hơn. Còn mẹ vợ của vừa thì cũng đỡ, ở nhà thì cực cái là giữ cháu thôi, giữ cháu nhiều chứ bả giờ tiền xài không hết, mỗi đứa một tháng cho 50 triệu. Rồi quăng bơm nữa à con, hắn cho 50 triệu mà bả kêu bà cho ba đứa con mà đứa cho 50 triệu, mà kêu sớt lại cho bà này 50 triệu, cho bà này 50 triệu, bà không chịu. Bà đeo xài mình chứ cái gì cũng vậy, quý giả giúp hoài giúp không được. Ví dụ có thương gì tám cũng vậy, nhưng mà tháng ví dụ mình tháng mình cho bả 1 triệu 2 triệu vậy chứ đâu phải cho hoài được đó. Cái gì phải bả làm, thà mình giúp vậy, mình giúp bả để có công ăn chuyện làm, để bả buôn bán để kiếm tiền bả nuôi con bả, chứ mà ai cũng con cháu rồi đụng đề hết trơn, không ai lo được cho ai hết. Nhưng mà Khương vừa nghĩ giúp như vậy là cho cái gì tám được một cái công ăn chuyện làm. Ví dụ mà bán mít mà lỡ mà mít mà không được thì con bao tiêu cho cũng được, con ăn cũng được. Ví dụ đó là Khương vừa đứng, Khương vừa đăng, Khương vừa bán cho gì đó. Xung quanh đây thì mọi người cũng có bán nha quý khán giả, tùy thôi à, thì bà con cô bác nếu mà thấy ngon thì mua ủng hộ giùm đó. Sáng vừa trưa sáng lột ra cũng cực, tại vì chưa có quen tay. Vài bữa quen tay là mít này nó bị đúng là người ta kêu đó. Lý do là tại sao người ta phải nhúng thuốc, thứ nhất là nhúng thuốc nó chín nhanh, hai bữa nó chín. Còn này cũng vừa cắt là bữa nay là 6 ngày rồi mà nó mới chín à, nhưng mà nó ăn như này nó rất là ngon, nó ngọt, nó thanh, nó không có bị gắt. Nhưng mà mình ăn mấy cái nhúng thuốc nó bị gắt, mình nghe là mình ăn nhầm muối mít là nó vô nó đau cổ họng luôn. Nên người ta vì lợi nhuận á, người ta để lâu thì nó bị nhót ký. Ví dụ 100 kg thì nó còn có 70 kg, thì người ta ví dụ người ta 2 ngày nó chín, thì ví dụ 100 kg thì nó còn 90 kg thì họ bán 90 kg. Còn này ví dụ để 5-6 ngày nó mới chín thì nó còn lại có 70 kg, nên sẽ bị nhót, nó mất. Rồi thứ hai nữa là nó bị thúi nhiều lắm. Đại mít này nè, này nó thúi nè quý vị, này mà thảy lên thảy xuống nó bị thúi vậy nè đó, này thúi hết đâu có bán được, cắt ra bỏ luôn. Mà đợt này thì mùa này giờ cuối mùa cũng hết mít này, mít nó chuẩn bị có lại. Tôi vừa chưa cắt với bả bao nhiêu đây thôi à, mới cắt có bao nhiêu đây à, chưa cắt nhiều được. Rồi vài bữa chắc kêu gì đi lấy thêm thanh long rồi cam rồi bán thêm. Ngay đây được cái thì được cái không tốn mặt bằng, cái với thứ hai nữa là gì tự bán, bán được nhiêu thì ngày mấy chục ký cũng được. Cần thử vậy ta, đây nè, này bỏ hộp này, bả sáng bả mua hộp được sạch sẽ đó để cân để bán cho bà con cô bác. Bán online luôn nha dì tám, online luôn. Dì tám đăng lên đó nửa ký 40 ngàn đó, chưa được nửa ký, ăn vậy nó khỏe hơn. Dì tám đăng fanpage á, bán online á, ủa ông Facebook á, ông Facebook Facebook tám đâu mở ra con giới thiệu cho rồi ta lên, ta lên ta mua, ta đặt rồi tám giao. Cái thứ hai nó số điện thoại gì tám nữa. Rồi với đâu nhiều khi cái này là để đăng bắn mít thôi nha bà con cô bác, chứ không phải là mấy anh mà quá dở đừng có nhắn vô họ làm quen nha. Đây Facebook, đây để
Đây là Facebook của dì Tám của con Dừa đó, đây hình đứa con bà. Mà mình đưa lên vậy thế nào cũng có người làm giả Facebook à, mệt lắm. Nè, đây bà có kết bạn nè, có kết bạn với con Dừa nữa, coi coi có kết bạn với con Dừa nó mới đúng nha quý vị. Ê, đây này có hình bà xã con Dừa nè, mấy đứa nhỏ đó nè đó. Đây, này bà chia sẻ không à, bà chia sẻ cho mình nè đó, bà chia sẻ cho con Dừa nè. Quý giả nhớ nè, coi biết giả hay không là biết liền nè. Đây là ngày 18 tháng 5 là bà chia sẻ cho con Dừa cái post này. Giờ người ta làm giả thì người ta sẽ không có chia sẻ được như vậy đó. Thì con Dừa sẽ kêu dì Tám đăng chụp hình lên, ví dụ vậy nè Tám, ví dụ dì Tám cắt ra không, này nó chụp, để lát con chụp cho dì Tám cái điện thoại của bà dì của mình, cái nó chụp không đẹp. Định mua chạy ráp hả? Định mua chạy ráp. Mua chạy ráp hả? Trời ơi, bởi vậy bữa tính bà chính chạy ráp mà thấy hay quá, thấy phụ nữ mà chạy gì cực lắm. À, đây là dì Tám chụp, phải chụp mà nó màu nó xấu quá. Màu xấu hả? Dạ, cái máy hơi xấu đúng không? Cái máy xấu quá, chụp màu nó không bắt mắt không, hay là tối không phải, cái mic của mình nó rất vàng nhưng mà cái màu chụp vô nó rất là nhạt, nhìn nó không đẹp. Lát lấy điện thoại của con chụp dì Tám, con gửi qua Zalo kêu con quậy nó chụp, rồi gửi qua vô Tám đăng cho nó đẹp, nhìn nó màu sắc nó mới bắt mắt, người ta mới thích, người ta mới thèm đó. Đó là cái Facebook của bà dì. Đây, đây con vừa mở lại Facebook nha bà con cô bác đó, bà con cô bác mốt gì con vừa sẽ kêu gì đăng cái đăng trái cây lên đây, rồi bạn bè có 111 bạn bè không, rồi kêu gì đăng trái cây lên đây rồi gì bán, rồi ai mua bà con nào mua được thì mua giùm mà con vừa cảm ơn. Rồi con vừa cũng sẽ phụ bán cho gì, nếu mà trường hợp mà gì bán không được con vừa sẽ mua giùm gì luôn rồi đó. À, cái này còn số điện thoại gì Tám là cái gì? Bấm số điện thoại Tám rồi. Bấm số gì Tám đi. Cái số hả? Dạ. Đâu cái số di động nè. Bấm số bằng phím đâu, bằng phím. Đây là số của bà dì đó. Quý vị khán giả mà ở xa mà mình không có tới mua được thì có thể gọi qua số điện thoại này để dì giao, đặt ráp giao, nhưng mà nó sẽ tốn một xíu phí nên bà con cô bác cũng thông cảm giùm, tại vì bán mít nó lời con ít à, nên trả chịu tiền ráp luôn thì chịu không nổi. Nó chú nó hao gần nữa quý vị, con vừa cắt tận 100 kg mà giờ nó còn có 70 kg, mà 70 kg này mà bỏ chắc khoảng 5 kg lết, tại vì mấy cái đầu này hư rồi, coi như là 100 kg còn có 65 kg, rồi như mấy trái này nữa nè, nó hư nè, nó hư nguyên luôn nè, hư nguyên trái luôn nè đó. Rồi hôm nay con vừa sẽ mua giùm gì để mở hàng cho gì, rồi ngày mai dì sẽ đẩy ra trước đây nè. Đây là cái mé nhà của mình, nó hơi khuất nhưng mà thôi mình để ra khuất xíu, mình đừng để trước lấn chiếm lòng lề đường không tốt. Rồi để đây có chỗ đó bà con cô bác ghé mua đậu xe đó, rồi mọi người mua mít rồi mọi người ghé uống nước cũng được. Kêu ê nè, ê uống hả kêu mọi người ủng hộ mít cho mẹ con đi, cho mẹ em đi. Chào đi con chào con. Chào con giả đi. Nhìn đó con, nhìn vô màn hình đó. Chào con giả đi con. Chào đi. Chào con giả đi. Đó đó, ngoan dễ thương. Vậy mấy khán giả mới thương đầu, không? Con gật đầu chào đi, gật đầu. Gật đầu chào đi. Gật đầu chào. Trà sữa là thấy gì như là bỏ chạy, mất dép.
ngồi ngồi đứa nào ngồi ngồi ăn bả lại mới nắm mới xúc tám giờ đứa nào cũng xanh mặt chứ bà coi bả giờ bà tám mà lại gần trà sữa. Ê, là trà sữa la liền à. Trà sữa không dám là gần bà tám đó, trà sữa cũng sợ bà tám nữa, tại thấy bà tám đi chung với Như nè, thấy không, như tuổi bả mà còn trẻ cũng không phải trẻ mà cũng không phải già, mà bả mà có chồng rồi bả bỏ, bả mà như người ta là bả đi có chồng rồi, bả lo hạnh phúc của bả rồi, bả lo im ấm rồi. Có những người mà có những người chưa có vợ luôn á, là họ lớn lớn họ làm ăn cũng cũng được á, mà họ làm quen bả rồi ngỏ lời cưới mà bả không có chịu đó. Vậy cái đây là cục nợ nè, đây cục nợ của mẹ nè. Dạ rồi, được nhiêu vậy ta? Tao canh thử. Chưa được ký. Nãy giờ bả lộn, nãy giờ chưa được ký. Mới có 700 mấy rồi đó. Dạ rồi. Thôi bây giờ nhiêu đây chắc chừng 2 ký à, 2 ký thì có 160. Thôi con đưa cho dì 200 luôn. Thôi đưa thôi mở hàng cho dì sập sập đi. Gửi dì 500 luôn đi. Kệ, đi đâu mình giúp người ngoài mà người dân mình còn giúp được mà. Huống chi bà cũng là dì của vợ mình đó. Nếu mà trường hợp mà bà mà bán không được, Hương Dừa sẽ bắt bà xã Hương Dừa với trà sữa Xuân Dừa xuống đây ngồi bán cho bà. Trà sữa xuống bán là đắt lắm á dì Tám. Trà sữa xuống bán là được lắm á. Dì kêu trà sữa xuống đi ai cho dì Tám. Không kêu ngoại. Ngoại ở đây nè. Đây, nếu mà bà Tám bán không được là bắt ông ngoại ngồi bán. Ông ngoại cũng khán giả cũng dữ lắm nha. Khán giả cũng dữ lắm á, nhưng mà tại ông ngoại chưa biết kêu gọi làm sao thôi, chưa biết đăng Facebook rồi số điện thoại. Đó. Rồi nhờ ông ngoại tới lui rồi ông ngoại coi lấy mít đồ này nè. Đó rồi bán phụ dì Tám. Để nó giúp gì cho cái có được cái công ăn chuyện làm. Trong mấy anh em thì trong mấy anh em của bà ngoại thì nói chung ai cũng khá, ai cũng khá, ai cũng có con cháu đồ cũng ngoan ngoãn, cũng là làm ăn đồ cũng được. Chỉ có miên riêng một mình dì Tám là con bé Như này nè, nó không có làm gì được chứ, nó quậy lắm. Giờ bự quân cái cây nhiều khi bả lột xong rồi nó khiêng nó thải ngoài đường luôn rồi không đó, nó chuẩn bị đó. Vậy khóa lại vậy. Vậy con kiếm gì con? Thôi nè, thôi nè. Mẹ đâu có đem theo. Nè, lấy gì ta? Nó đòi điện thoại. Nè, hỏi con nè. Hỏi con nói mới được hả ta? Cũng nói. Hỏi con nói mới được hả? Mẹ bỏ nhà rồi. Mẹ để nhà. Vậy khổ vậy đó, bây giờ phải ra ráng bán ngày kiếm lời chừng 200 là mừng rồi. 200 là đủ lo cho nó hay ta? Ngày 200 là mừng rồi hả? Sợ nó hao hụt này kia rồi. 200 là vui rồi. Dạ. Cái gì con? Thôi con đừng bấm bậy. Dạ thôi, Khương Dừa sẽ gửi trước cho dì Tám tiền Khương Dừa mua 2 cái mít cho bà có cái động lực mở hàng cho buôn may mất đất. Ông ngoại cũng mua đi. Nè, ông ngoại mua 500 đi. Mua dữ vậy? Thì cái mua ủng hộ bà. Thôi mày sẵn mày lột cho anh ký 2 ký thôi. Ký 500 ngàn. 2 ký đi. 1 ký thôi, lấy 1 ký 500 ngàn. Ừ, lấy 1 ký mít 500 ngàn. Nè. Anh đưa nè. Thủ quỷ. Rồi, cảm ơn anh con. Cảm ơn đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn con cái kiểu của nó đó. Rồi, vậy là quý lắm mày đó. Nó không quýnh mình là quý lắm con mày đó. Con nói cho khán giả nghe đi. Con nói đi. Cảm ơn. Vui không? Vui không? Phải không bị bệnh là giống dì Tám cũng đẹp gái lắm á. Giờ cũng đi học hành rồi cũng có bạn gái rồi, biết đưa tiền cho mẹ thấy không? Biết lớn rồi. Lớn rồi. 22 tuổi rồi. Nhìn đã nhà đời nó nóng, nó nóng tính luôn vậy, nó đập đồ đập phá tùm lum hết. Rồi bây giờ Khương Dừa xuống đây, Khương Dừa phụ gì Tám xíu, mua bán hàng gì Tám xíu, rồi giờ Khương Dừa phải lên cái giữa trái cây của Khương Dừa ở trên quận 8
540 quận 8 phường Âu. Làm giả. Ê, ê bà ơi. Tại bà luôn á. À. Bà làm hư cái cục này là bà, mẹ bà bán mít hoài cũng không trả nổi đâu nha. Nghe không? Nghe không? Nghe anh ba nói không? Dạ rồi, cảm ơn bà con cô bác rất nhiều. Hy vọng bà con cô bác có đi ở khu vực Bình Chánh, Long An gì đó gần gần đây, bà con cô bác ghé ủng hộ mít cho dì của Khương Dừa nha. Nhưng mà mình ăn ngon mình ủng hộ, còn không ngon thôi đó, chứ không phải là dì Khương Dừa giới thiệu rồi bà con cô bác tới ủng hộ hoài. Nhiều khi cũng cái gì cũng ủng hộ hoài hết. Bán quần áo con bé Thảo rồi ủng hộ cũng nhiều, giờ bán mít cái gì cũng ủng hộ. Nhưng mà thay vì mình thường ngày mình hay ăn trái cây á, thì mình mua ở chợ, mua chỗ này chỗ kia á, nhiều khi bà con cô bác không có đảm bảo, cũng sợ. Thì bà con cô bác tới đây bà con bác mua Khương Dừa đảm bảo luôn, tại vì Khương Dừa lấy giùm gì mà vừa bán này bán uy tín á, bán là bán cái uy tín bằng cái tiếng của mình á, bằng cái sự yêu thương của khán giả. Chứ mà nếu mà bán giống như ở những cô chú anh chị mà bán ngoài lề đường thì mình không có bán được. Dạ rồi, cảm ơn quý giả nha, chào tạm biệt khán giả con. Nè ông ngoại đưa tiền đi. Dạ ơi, dạ đủ chưa? Không, mày đưa đi, mày mua thêm luôn đi. Thì đó, mua hộp đó mày nữa. Thì mày đưa tiền trước đi cho hên. Còn Lan đó. Nè. Được chưa? Đưa xé ngàn. Đó, cũng ngoan, biết đưa tiền. Dạ rồi, cảm ơn bà con cô bác rất nhiều nha. Chào tạm biệt quý khán giả, hẹn lần giả, chào tạm biệt khán giả ngoại. Hẹn lại khán giả trong một video. Bye bye.